Xin chào quý anh chị. Hôm nay Lộc đang ngồi trong một chiếc xe được mệnh danh rằng đem lại sự an toàn nhất cho người dùng, đem lại sự an toàn nhất cho khách hàng của mình. Và Lộc rất là hân hạnh khi mà được ngồi trong chiếc xe này cũng như là chia sẻ video và đặc biệt hơn là bán chiếc xe này cho anh chị nào và muốn sở hữu. Đó là Lộc đang bán cái sự an toàn và sự an tâm cho anh chị. Thì Lộc đang ngồi trong chiếc xe Volvo XC60. Chiếc xe này có những đặc điểm gì thì hôm nay Lộc sẽ chia sẻ đến với tất cả chúng ta. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mà muốn mua xe thì hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 093 888 8850. Đối với showroom của Lộc thì luôn luôn cam kết rằng xe không đâm đụng, không ngập nước, không trùng tu động cơ và đặc biệt là không bao giờ tua km. Đó là cái điểm rất là quan trọng và rất là an tâm để cho mọi người có thể sở hữu một chiếc xe đã qua sử dụng, một chiếc xe lướt. Đây là những điều mà showroom của Lộc cam kết nha mọi người. Thì bây giờ Lộc sẽ quay cái chiếc xe này cho mọi người xem ha. Đây là chiếc xe XC60 mà Lộc quay đến cho anh chị trong video hôm nay, một chọn lựa rất là tốt, một chọn lựa đáng chú ý để anh chị sở hữu chiếc xe an toàn nha anh chị. Ở phần đầu xe chúng ta thấy logo đơn giản, đó là chữ Volvo với những cái thanh nan hình đổ xuống giống như là thác nước vậy. Về phần đèn thì mình thấy đây, phần đèn đèn thông minh và đèn đèn LED á, là hình chữ T nha mọi người, đèn LED, đèn daylight ban ngày là hình chữ T. Lộc cũng có thấy những cái thông tin là họ nói đây là cái búa Thor, thì búa Thor thì nó có ý nghĩa đó chính là mang lại cái sự quyền lực và mang lại may mắn. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở phía dưới ha, để cho mọi người, cho anh chị thấy là chiếc xe của bên mình là rất hoàn hảo. Đây là bên hông xe mọi người thấy không ạ? Không có điểm gì là lỗi lầm hết. Mâm xe chúng ta có, đây là mâm xe R18. Thương hiệu của vỏ xe đó là Michelin. Và chúng ta đến gần để xem coi vỏ xe còn mới không. Vỏ xe cũng còn là rất là mới, bởi vì mới chỉ có di chuyển khoảng tầm 18.000 km thôi. Đây, phần bên cạnh có gì ạ? Có gương chiếu hậu, có camera 360 độ. Camera ở phía dưới gương nè mọi người. Đây là camera 360 độ ha. Gương thì bản lớn và có cảnh báo điểm mù. Lọc quay chi tiết cho mọi người. Rồi, phía dưới ha. Bây giờ bánh xe phía sau. Mâm xe không có xước gì ha mọi người. Mâm xe không hề xước. Rồi, đây. Vỏ xe. Vỏ xe còn rất mới. Cảm biến thì chúng ta thấy có cảm biến trước và cảm biến sau, rồi cảm biến xung quanh xe. Nó gồm 12 cảm biến. Ở phía sau, cái phần mà đáng chú ý cho chúng ta nhất đó chính là đèn đó. Hai cái đèn hậu phía sau hình chữ L quay vào nhau và bản lớn. Đó là đặc trưng của dòng xe Volvo, đó là sự dễ nhận biết. Đó là đặc điểm đặc trưng của Volvo ha mọi người. Và chúng ta thấy đây có chữ Volvo. Giờ bên trong này có gì đây? Bên trong này là một bộ mâm sơ cua và bộ mâm này đang còn zin, chưa có sử dụng lần nào hết.
chứng minh là chiếc xe của chúng ta. Về cái quãng đường di chuyển còn rất là ít, chỉ mới thôi mọi người, thì nó giống như là xe mới vậy. Ở đây Lộc cũng thấy một cái điểm hết sức là gọi là người nhà sản xuất đó, họ tinh tế. Khi mà chúng ta muốn lấy mâm sơ cua ra thì chúng ta chỉ cần gắn cái này lên, làm cho chúng ta khi mà chúng ta lấy nó không có bị vướng víu á. Rồi bây giờ chúng ta xem thử coi cái sàn phía sau này nè, nó có lớn không? Cái sàn phía sau khá là lớn ha. Nếu mà gia đình mình đi du lịch thì chứa, Lộc nghĩ rằng sẽ chứa được một cái khối lượng về hành lý rất là lớn luôn, để chúng ta có thể là du lịch cả nguyên một tuần trời cũng có thể được á. Bên phía bên trái ha, mâm xe còn nguyên ha. Rồi, vỏ xe cũng còn mới tinh luôn. Rồi đây phía vỏ xe và mâm xe phía trước. Rồi bên hông xe. Đó. Lộc quay chi tiết để cho anh chị nhận định, anh chị xem thật là chi tiết. Chúng ta cũng thấy trên bốn cái cánh tay nắm cửa có cảm biến luôn nha mọi người. Đó, có cảm biến trên bốn tay nắm cửa. Rồi bây giờ phía cửa, từ phía cửa ngoài chúng ta quay vô để chúng ta thấy cái sự mới của cái chiếc xe này, vẫn còn rất là mới, như mới vậy mọi người. Đây là Power View King ha, và nó có hai vị trí nhớ ghế ha. Màn hình là digital cockpit, màn hình lái digital cockpit, và ở bên này chúng ta có một cái màn hình cũng khá là lớn, màn hình giải trí cũng khá là lớn ha. Loa này, loa nghe, loa trung tâm nè. Chống chói bên trong, gương chống chói bên trong, gương chỉnh điện chống chói bên trong ha. Gương hậu cũng chống chói luôn. Đây là những cái nút để mà chúng ta mở cái cửa sổ trời á. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh. Đó. Đọc mở ra cho mọi người thấy. Thì cửa sổ trời khi mà những cái chuyến du lịch, nhất là chúng ta đi về Vũng Tàu hay chúng ta đi Đà Lạt, thì có cái cửa sổ trời như vậy nó cũng là cái thú vị, đặc biệt là gia đình, nếu mà chúng ta có em nhỏ thì đó cũng là một cái rất là thú vị. Rồi Lộc cũng giới thiệu sơ qua cái chiếc xe này. Cái chiếc xe này của mình nó là động cơ 2.0 và nó có công suất mã lực là 320 mã lực, hộp số 8 cấp. Xe thì đăng ký tháng 10 năm 2021 và còn bảo hành đến tháng 10 năm 2024 nha mọi người. Rồi Lộc cũng chia sẻ thêm một chút nữa về cái bảo dưỡng của chiếc xe này. Chiếc xe này của mình thì còn đến bao nhiêu? Đến 5 lần bảo dưỡng. Đến 5 lần bảo dưỡng. Để Lộc mở cái lịch bảo dưỡng của chiếc xe này ra cho mọi người xem nè. Lộc mở ra cho anh chị em, tất cả chúng ta xem được cái lịch bảo dưỡng của cái chiếc xe này ha. Đây.
Rồi, chúng ta thấy đây là chứng nhận bảo hành của Volvo Car Sài Gòn và công ty cổ phần ô tô Bắc Âu. Đây này, đây đây là còn đến 5 cái phiếu bảo dưỡng miễn phí nữa, và nó có đến lần thứ 6 của chúng ta nó sẽ là 60.000 km ha. 60.000 km thì đây là lần bảo dưỡng lớn rồi. Và mình cũng bật mí với mọi người luôn á, là bảo dưỡng của Volvo cũng khá là hợp lý, có thể gọi là rẻ mọi người. Có thể gọi là rẻ thì mình bật mí điều đó đến cho anh chị. Ở đây Lộc thấy nè, còn rất là mới, và có cái này là cái sạc không dây nè. Sạc không dây nè. Đó. Quay nội thất bên trong để anh chị thấy nội thất còn rất là mới, like new. Thì Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc xe Volvo XC60 còn bảo hành đến 2024. Chiếc xe được mệnh danh là mang lại sự an toàn nhất cho người sử dụng. Mọi người có thể liên hệ với Lộc để chọn lựa chiếc xe này, để được nghe tư vấn về chiếc xe này và tất cả những chiếc xe khác. Mọi người hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 093 888 8850. Rất chân thành và rất cảm ơn đã xem video của Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.